xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây TV. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Kính thưa quý vị, trong video này, Ba Giây tiếp tục chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn. Kiến nghị xử lý hình sự về cái việc là xúc phạm danh dự, nhân phạm người khác là không cần xét hậu quả. Trong cái phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ngày 12 tháng 11 nhiều đại biểu đã nêu cái vấn đề về xử lý tin giả, tin xấu độc và lợi dụng không gian mạng để là có cả hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia báo cáo, giải trình đó thì Bộ trưởng Bộ Công An Lương Tam Quang đã là cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Đại tướng Lương Tam Quang đã nhấn mạnh hậu quả của tin giả sai sự thật là khôn lường, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Hiện nay đang trở thành một cái mối đe dọa lớn về tình hình kinh tế xã hội, thậm chí là đe dọa đến là chủ quyền của quốc gia và an ninh toàn cầu. Lãnh đạo Bộ Công an đã cho biết là các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến ở trên mạng xã hội hiện nay như là tạo dựng tán phá rồi đăng tải, chia sẻ, lưu trữ tin giả, tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết, xuyên tạc bôi nhọ hạ uy tín tổ chức cá nhân gây thông tin hoang mang ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống của nhân dân xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp ảnh hưởng đến là uy tín danh dự của các tổ chức cá nhân đưa tin giả sai sự thật nhằm công view câu like thậm chí là trục lợi và lừa đảo bên cạnh đó thì các hành vi lợi dụng chức năng phát trực tiếp ở trên nền tảng mạng xã hội để là phát ngôn tuyên truyền nội dung chứa tin giả tin sai sự thật tác động tiêu cực đến tâm trạng xã hội và tình hình an ninh trật tự. Hệ lụy của tin giả ảnh hưởng tới kinh tế rất là lớn, đặc biệt là với chứng khoán, tài chính, bất động sản là rất là rõ nét. Có những cái thông tin gây thiệt hại vốn quá nhiều nghìn tỷ trên thị trường chứng khoán. Đại tướng Lương Tam Quang đã cho biết. Ngoài ra đổi lên một số hành vi đáng chú ý khác, cũng như là lập rồi sử dụng hội nhóm tiêu cực, tác động gây nhận thức lệch lạc, kích động cái hành vi là lệch chuẩn, bạo lực, cẩu xí, thủ tục mê tín dị đoan, đòi trì, kích dục. Cụ thể như là tạo lập hội nhóm để mà thông tin đối phó rồi kích động phản kháng, à, chống đối lại lực lượng chức năng. Cũng như là các cái hội nhóm như là báo chốt 141, thông chốt kiểm soát nồng độ cồn, bán tốc độ hoặc là đối phó lực lượng chức năng ở trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Hay là tạo lập hội nhóm để mà mua bán ngoại tuệ, tiền giả, giấy tờ, văn bằng chứng chỉ, giả, sách, báo, ấn phẩm bị cấm lưu hành, mua bán ma túy, rồi vũ khí và vật liệu nổ. Để cập giải pháp thì Bộ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh phải là nắm tình hình và đấu tranh quyết liệt xử lý nghiêm các đối tượng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, hành vi gây mất an ninh trật tự ở trên không gian mạng và mạng xã hội. Hiện nay, trách nhiệm pháp lý theo quy định hiện hành, đó đối tượng đưa tin giả, tin sai sự thật có thể là bị xử lý hành chính và hình sự. Tuy nhiên, theo ông Lương Tam Quan đó, xử phạt hành chính là chưa đủ sức răng đe. Với cái khung từ 5-10 triệu đồng và thực tế vừa qua thì cơ quan thường xử phạt ở cái khung là 7,5 triệu đồng. Đại tướng Lương Tam Quan đã cho rằng, còn thiếu quy định mang tính định lượng cụ thể để là xử lý hành chính hay là truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi đưa tin giả, sai sự thật ở trên không gian mạng như là xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác tới cái mức độ nào hay là nghiêm trọng trong khi chỉ cần là thực hiện cái hành vi là bịa đặt hoặc là loan truyền những cái điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm do đó kiếm nghị có thể là không cần xem xét hậu quả xảy ra với cái hành vi này để có thể là áp dụng chế tài đủ sức răng đe với hiện tượng vi phạm pháp luật đã điều tranh theo bộ trưởng lương tam quang đó một các giải pháp quan trọng khác đó là đấu tranh phản quát quan điểm sai trái thù địch tin giả tin sai sự thật tuyên truyền định hướng dư luận nâng cao ý thức cảnh giác của người dân nhất là người sử dụng mạng xã hội để là tạo sức đề kháng trước tin giả tin sai sự thật nhất là các thông tin xuyên tạc kích động qua đó, đó đấu tranh ngăn chặn dạch trần thủ đoạn của tội phạm ở trên công gian mạng mạng xã hội theo bộ trưởng lương tam quang Bộ Thông tin Truyền thông đã là yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới thực hiện nghiêm túc pháp luật Việt Nam, lành mạnh quá hoạt động ở trên mạng xã hội. Về hợp tác quốc tế thì Bộ Công an vừa qua khi mà làm việc với cơ quan thực thi pháp luật ở nhiều nước đã là thống nhất đấu tranh và hợp tác, chia sẻ thông tin. Nguyên tắc là không thể để bất cứ tổ chức cá nhân ở nước này đưa tin giả sai sự thật gây ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội làm ảnh hưởng tới tổ chức cá nhân của nước khác. Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng ở trong các phiên làm việc ngày 12 tháng 11 tại kỳ họp lần thứ 8, đại biểu Hoàng Ngọc Định đoàn Hà Giang là phản ánh hiện tượng lợi dụng không gian mạng để là bóc phốt, nói xấu rồi công kích lẫn nhau trong cái thời gian gần đây rất là phổ biến, làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục, tạo hiệu ứng rất là tiêu cực ở trong dư luận xã hội. Với đặc tính là không biên giới, tốc độ truyền thông tin nhanh, phạm vi chia sẻ lớn, khả năng tương tác cao. Không gian mạng ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng ở trên phạm vi toàn cầu. Đòi hỏi vấn đề là bảo vệ an toàn, an ninh mạng được đặt ra là vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia. Đại biểu nhấn mạnh và đề nghị Bộ trưởng cho biết là cái giải pháp khả thi để là hạn chế cái tình trạng hiệu trên. Trả lời thì Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã cho rằng vừa qua đã xử phạt thông tin sai sự thật, bóc phót, nói xấu, cái mức phạt đối với Việt Nam là cao nhưng mà thực ra đó so với các nước là thấp từ 5 tới 10 triệu đồng bình thường mình hay lấy ở giữa để bình phạt 7,5 triệu đồng sắp tới chắc sẽ phải là tăng cái mức phạt này lên các quốc gia họ phạt rất là nặng đến là hàng triệu đô ông Hùng đã nói đặt vấn đề về trách nhiệm của các nhà mạng theo bộ trưởng bộ thông tin truyền thông đó nhiều quốc gia quy định trách nhiệm à, có mạng xã hội đó thậm chí là chủ mạng xã hội cũng có thể là bị đi tù ví dụ như là theo luật của Singapore. Lần này chúng ta đã đưa vào hình thức xử lý các cái nhà mạng nếu như mà cơ quan luật pháp yêu cầu những cái mẫu này là đã xác định đánh giá là sai, là xấu thì ông phải tự rà quét rồi phải tự xử lý. Ông Nguyễn Mạnh Hồng đã thông tin. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh là cái việc xử lý nghiêm minh, lan tỏa thông tin, xử lý đến là toàn dân biết để mà răng đe các cái đối tượng khác. Bộ Chính trị đã kết luận là giao cho Bộ Công an làm luật về phòng chống tin giả cho nên những cái vấn đề cơ bản về các mặt thể chế đó sẽ được giải quyết ở luật này. Kính thưa quý vị và các bạn, nội dung của cuộc họp trên diễn ra tại kỳ họp lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15 ở tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên khai mạc với cái sự là tham gia của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với nhiều lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo đảng, nhà nước và các đại biểu quốc hội. Nội dung kỳ họp tập trung vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các cái vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 18 dự án luật, 3 dự thảo, nghị quyết, quy phạm pháp luật và thảo luận cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác. Ngoài ra đó, Quốc hội sẽ là thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, tình hình thi hành hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội cùng với nhiều nội dung quan trọng khác. Có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao và nội dung phong phú của kỳ họp thể hiện tầm quan trọng quốc gia của sự kiện này đóng góp vào cái việc là định hướng và phát triển đất nước ở trong thời gian tới. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gần đây đó, không gian mạng tràn ngập những cái phiên live stream tiêu cực với những cái phát ngôn là sai lệch, gây tranh cãi, quan mang và thậm chí chia rẽ cộng đồng. Trước tình trạng này đó, tại cái phiên họp ngày 12 tháng 11 năm 2024 trong kỳ họp lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang đã đưa ra những cái biện pháp mạnh mẽ và cụ thể nhằm ngăn chặn xử lý hiệu quả các cái thông tin xấu độc và tin giả. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng là cái sự lan truyền của thông tin sai sự thật không chỉ là lập bất trật tự xã hội mà còn có nguy cơ làm suy giảm niềm tin của người dân đối với các cơ quan chức năng. Do đó, đó các cái biện pháp được đề xuất không chỉ là tập trung vào cái việc là tăng cường giám sát mà còn là phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan để xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm. Đồng thời, ông cũng kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao nhận thức, cẩn trọng khi mà tiếp nhận và chia sẻ những cái thông tin ở trên mạng. Cái sự quyết liệt này của Bộ Công an thể hiện cam kết mạnh mẽ trong cái việc là bảo vệ an toàn thông tin và tạo dựng một môi trường mạng lành mạnh, góp phần giữ gìn sự ổn định và đoàn kết trong xã hội. Kính thưa quý vị và các bạn, và bây giờ bà Dây xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.